Đây là sản phẩm có tên là ổ cắm điện nha mọi người. Đây là chiếc ổ cắm điện nha mọi người. Đó. Thì mỗi chiếc đó, thì nó gồm có đó là thứ nhất là ba cái cổng đèn USB nha mọi người, và 6 cái cổng đó là sạc, và đây là cái công tắc nha mọi người, điều chỉnh nha. Đó, ổ cắm điện và 1m8 dây nha mọi người, dây loại to nha mọi người. Đó, thì mỗi một cái ổ cắm điện như thế này giá của nó là 55k nha mọi người. Ổ cắm điện giá 55k ha. Đây là sản phẩm có tên là cục adapter đa năng nha mọi người. Nó có thể điều chỉnh điện áp từ 3 cho tới 24V, dòng ra là 1A nha mọi người. À. Và mỗi một cái giá cho mỗi một cái sản phẩm này là 130k nha mọi người. 130k ha. Adapter đa năng nha mọi người. Nó có một cái đầu ra là một cái cổng này nha mọi người. Đầu vào của nó là nguồn điện 220V ha. Đó, khi mà chúng ta ghim vô thì chúng ta sẽ bật cái này để mà mở nó lên nha mọi người. Đó. Ban đầu nó sẽ là 3V nha mọi người. 3,3V nè. Đó. Và chúng ta sẽ điều chỉnh nó dần dần lên đến 24V nha. Và người ta nói ở đây là cái 24V dòng ra là 1A nha mọi người. Ra là 1A ha. Đó. Có đèn báo đây luôn nha mọi người, tắt rồi nè. Và giá cho sản phẩm này là 130k nha mọi người. 130k ha. Đây là sản phẩm có tên là máy tính nha mọi người. Máy tính dành cho học sinh đó, 240 chức năng nha mọi người. Có hiệu là Desin nha mọi người. Đó, thì bên trong đó là một chiếc máy tính như thế này mọi người. Và giá của nó là 100k một chiếc nha mọi người. Cái giá 100k mọi người không bao giờ là bỏ ra để mà uống đâu phê. Đây là một cái chiếc máy tính mọi người. Đó, thì nó có một cái tờ giấy hướng dẫn nha mọi người. Thì mình đừng quan tâm tờ giấy hướng dẫn đó, mình hãy quan tâm tới chiếc máy tính nè mọi người. Đây là cái ngoại hình chiếc máy tính mình quay cho mọi người xem à. Đó, và nó có đầy đủ những tính năng nha mọi người, cơ bản của một cái những em học sinh trung học cơ sở và cấp 3 nha mọi người. Đó, đây là chiếc máy tính nha, giá của nó là 100k một chiếc nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ bao tay làm giường nha mọi người. Đó, bao tay làm giường. Giá của mỗi bộ bao tay làm giường này là 10k một bộ nha mọi người. Thì chúng ta sẽ có được một cái bộ bao tay như thế này mọi người. Mình chỉ bỏ ra 10k chúng ta sở hữu được một cái bộ bao tay. Đầu tiên á là lớp bên dưới của nó đó là nó chống thấm nha mọi người. Nhưng mà bên trên nó lại là thông thoáng khí nha mọi người. Đó, bộ bao tay làm giường giá chỉ có 10k mà chúng ta sẽ được một cái bộ bao tay rất chi là ok như thế này nha. Đó. Bộ bao tay làm giường nha. Giá 10k một bộ. Đây là sản phẩm có tên là bộ bao tay thể thao nha mọi người. Đó. Thì bộ bao tay này á thì ở bên trên này thoáng nha mọi người. Ở bên dưới này á, thì nó có một cái lớp giống như tơ nhện gì đó giúp chúng ta bám dính cực kỳ luôn nha. Và giá của mỗi bộ bao tay thể thao này á cũng chỉ có 10k một bộ nha mọi người. Mọi người nghe không lầm đâu ha. Bộ bao tay thể thao giá 10k một bộ. Chúng ta có thể đi xe đạp hoặc là chúng ta đi câu cá rồi chúng ta sử dụng mấy cái bộ bao tay này rất là ok nha. Đó. Bộ bao tay thể thao giá 10k một bộ. Đây là sản phẩm có tên là bộ chuyển nguồn nha anh em. 2 4 6 8 cái đầu chuyển nguồn nha. Đó. Ở dưới này chúng ta đó là gắn vô cái nguồn cái sợi cáp nguồn lớn chúng ta bình thường nè. Đó, gắn vô được ha anh em. Đó, là tôi chuyển thành các cái đầu này. Đó. Chuyển thành các cái đầu này ha. Thì bộ chuyển nguồn này có giá đó là 50k nha anh em. 8 cái đầu chuyển nguồn ha. Giá của nó là chỉ có 50k thôi nha. Chúng ta mua về để mà chúng ta test một số cái món đồ chúng ta chuyển nguồn ha. Giá 80k ý 50k nha anh em. Bộ chuyển nguồn. Đây là sản phẩm có tên là bộ làm đá mini nha mọi người. Bộ làm nước đá mini nè. Đó, một cái khay làm đá như thế này. Và mỗi cái khay này có giá là 10k nha mọi người. Khay làm đá mini. Đây là sản phẩm có tên là bộ cắt móng tay móng chân mini nha mọi người. Giá của mỗi bộ là 10k. 10k chúng ta có thể đó là sở hữu được 4 cái sản phẩm nha. Đầu tiên là một cái là móc tay nè, một cây nhíp, một cái là cây kéo và một cây kìm nha mọi người. Và bộ này chỉ có giá là 10k thôi nha. Bộ cắt móng tay móng chân mini giá 10k. Đây là sản phẩm có tên là bộ sửa chữa điện thoại nha mọi người, mini nha.
Thì mỗi bộ như thế này bên trong nó có rất là nhiều chi tiết nha mọi người, gồm có tua vít rồi nại rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Và mỗi bộ này có giá là 10k nha. Mình xin nhắc lại là đây là bộ sửa chữa điện thoại mini, giá 10k một bộ, bên trong gồm có rất nhiều chi tiết, tiện lợi nhỏ gọn nha, giá 10k một bộ. Đây là sản phẩm có tên là bóng đèn hình cánh quạt nha mọi người. Đó, bóng đèn hình cánh quạt siêu sáng nha. Đó, bóng đèn hình cánh quạt nha. Cái công suất thực tế của nó là 20W nha mọi người. Mình có cái máy đo nha, mình đã đo thực tế rồi. Công suất nó là 20W nha mọi người. Đây là bóng đèn hình cánh quạt nè mọi người. Đó, bóng đèn hình cánh quạt nha. Bên trong nó có LED nè mọi người, một cái LED ở đây rồi những cái LED ở đây nữa ha. Thì đây là bóng đèn hình cánh quạt. Đó, công suất thật là 20W nha mọi người. Ở đây nó để là trên này nó để là 28W, nhưng mà thực tế ra nó chỉ có 20W nha. Và mỗi chiếc đèn hình cánh quạt này nó là giá của nó là 40k nha mọi người, 40k dành cho một cái bóng đèn hình cánh quạt nha. Bóng đèn hình cánh quạt nha mọi người, giá 40k một chiếc nha. Sản phẩm này có tên là đèn kẹp bình 12V nha mọi người, giá mỗi chiếc là 35k nha mọi người. Bóng này là loại bóng là 20W nha mọi người. Khi mua mọi người nhớ nó nói rõ ha, 35k một chiếc bóng đèn kẹp bình. Đó, nó ba lớn nè mọi người, 20W. Thì chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta kẹp vào bình ắc quy 12V, hoặc là cái nguồn nào 12V thấp, khi chúng ta mà nhà chúng ta bị mất điện đó mọi người, thì chúng ta xài rất là ok ha. Bóng kẹp bình 12V ha. Đây là sản phẩm có tên là cái đèn 12V kẹp bình nha mọi người. Đó, bóng đèn 12V kẹp bình nè. Đây là cái dạng to nhất của shop mình ha. Thì có một cái quai nè, đèn kẹp bình ha. Thì chúng ta kẹp vô đây nè. Cái bóng này là 30W, giá nó là 40k một bóng nha mọi người. Cái bóng đèn kẹp bình nha, có cộng dây ga nè để mà dành chúng ta kẹp vô bình hoặc là kẹp vô nguồn 12V. Đó, thì đèn này đó là rất thích hợp trong trường hợp là cúp điện. Chúng ta sử dụng cái bình mà xe Honda chúng ta đó, chúng ta kẹp vô để mà chúng ta thắp sáng gia đình thì rất là ok ha. Thì bóng đèn này có giá là 40k nha mọi người. Đèn 12V nha, giá 40k nha. Đây là sản phẩm có tên là bóc sạc một pin nha mọi người. Cái bóc một pin nha. Mọi người có thể sử dụng cái này nè, dùng để làm cục sạc dự phòng cũng được, hoặc là làm cái sạc pin cũng được nha mọi người. Mọi người chỉ cần đó là để một cái viên pin vô ha. Để một cái viên pin vô đây, nhớ là phải đúng đầu âm đầu dương nha mọi người. Đó, để một viên pin vô thôi. Thì chúng ta sẽ có được một cái bóc sạc nha mọi người. Ngoài ra thì cái bóc này có chức năng là giúp cho chúng ta đó là sạc pin luôn nha mọi người. Đó, làm cái bóc sạc này mọi người. Rồi, chúng ta có thể sử dụng nó ha. Thì bóc sạc một pin nha mọi người. Mọi người thấy nè ha. Thì một khi mà nó hết pin thì chúng ta sạc bằng cái cổng này nha mọi người. Cổng 5V nè mọi người. Đó, 5V, in 5V nè, nó có để luôn ha. Và một cái bóc không pin này nha mọi người, là mình bán với giá là 20k nha mọi người. Cái này là dùng để làm sạc pin và làm sạc dự phòng luôn nha. Cái này rất là tiện lợi nha mọi người. Đó. Và mỗi cái là giá 20k nha. Sản phẩm này có tên là bóc sạc nha mọi người. Đó, bóc sạc dự phòng 2 pin ha. Bóc sạc nha mọi người, nhớ là cái chữ là bóc sạc nha. Thì bên trong nó là một như thế này mọi người. Đó, thì nó có một cái mạch sạc và một cái đồ mà gắn pin nè mọi người. Đó, chúng ta phải cắn theo chiều dương là đây nha, chiều âm là đây nha. Và chúng ta sẽ đậy lại nha. Và khi mà chúng ta xài mà đến khi mà nó hết pin, mà nó hỏng, pin mà nó hỏng đó, thì chúng ta cứ việc là tháo ra là lấy pin khác thay vô nha mọi người. Đó, chúng ta cứ việc tháo ra lấy pin khác thay vô thôi. Cái này mình nghĩ là nó rất là tiện lợi, theo mình nghĩ nó rất là tiện lợi dành cho anh em chế cháo được ha. Thích tự mình đó là thích tự mình đó là lắp ráp một cái bộ mà sạc dự phòng cho bản thân mình đó, thì đây là sản phẩm không thể nào thiếu dành cho anh em nha. Đó, bóc sạc dự phòng 2 pin nha mọi người. Giá của mọi chiếc là 30k nha. Bóc sạc dự phòng mini giá mọi chiếc 30k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là dụng cụ cầm tay đa năng nha mọi người. Đó, một cái dụng cụ cầm tay đa năng như thế này nè mọi người. Thì đầu tiên nó có 6 cái đầu vít nha mọi người. 6 cái đầu này, 6 đầu này là đầu lục giác nha mọi người. 2, 4, 5 cái, 6 cái lận.
Tiếp theo nữa là bên này là nó có ba cái đầu nè vít nè mọi người. Đó. Bên trong nó có ba cái chìa khóa. Và đây có một cái chìa khóa đa năng nữa. Đó, tổng cộng là nó có đó là bộ dụng cụ cầm tay đa năng có 16 chi tiết nha mọi người. Thì mỗi bộ này có giá là 25k nha mọi người. Mỗi bộ này có giá chỉ có 25k thôi nha mọi người. 25k cho một bộ ha. Sản phẩm này là có tên là cân tiểu ly nha mọi người. Bên trong có một cái cây cân nè mọi người. Đó. Đây là cân tiểu ly nha mọi người. Đó. Thì cái giới hạn của nó là từ 1g cho tới 500g nha mọi người. Đó. 1g tới 500g nha. Có cái mã là BU5 nha mọi người. Cân tiểu ly nha. Và giá của mỗi chiếc như vậy là 60k nha mọi người. Mỗi chiếc cân tiểu ly giá 60k. Đây là sản phẩm có tên là một cái cọng cáp có 10 đầu nha mọi người. À. Giá mỗi cọng là 40k nha mọi người. Thì gồm có một cái cổng USB và 10 cái đầu này để mà chúng ta test ha. Để mà cho chúng ta kiểm tra hoặc test linh kiện thôi chứ không phải là để mà sạc được nha mọi người. Sạc thì nó cũng được nhưng mà nó hơi chậm nha. Và cái cọng này có giá là 40k nha. Cáp 10 đầu nha mọi người. Cáp sạc 10 đầu hoặc là cáp 10 đầu ha. Mỗi cọng là 40k nha mọi người. Đây là một loại dây sạc nữa nha mọi người. Dây sạc 3 đầu nhưng mà hình của nó là đây nè, mình có rất là nhiều luôn. Dây sạc 3 đầu dù nha mọi người. Đó, cái sợi này sợi dây dù nha. Nhìn rất là chất lượng nha mọi người. Dây sạc 3 đầu dù. Thì đầu tiên nó có 3 cái đầu nè mọi người và một cái cổng vô nè. 3 đầu ra của nó gồm có là Type-C, Lightning và Micro USB ha. 3 cái chuẩn hiện giờ. Cân tất cả các loại là điện thoại cũng như là các loại linh kiện nha mọi người. Đó. Với chất lượng là dây dù rất là chất lượng thì mỗi cộng nó chỉ có giá 20k nè. Mọi người nghe không có lầm đâu nha. Giá của nó chỉ có 20k dành cho tất cả mà ai mà sở hữu cái cộng cáp này nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là dây sạc nha mọi người, dây sạc LED nha mọi người. Dây sạc 3 đầu LED nha. Mọi người nhớ rõ là dây sạc LED 3 đầu LED nè mọi người. Thì bên trong nó gồm có một cái loại dây sạc nè mọi người. Đây là cái đầu vào của nó nè. Còn đây là cái cổng USB của nó nha mọi người. Nè, đầu Lightning nè. Micro USB và đầu là Type-C nè mọi người. Cái đặc tính rất là hay của nó là mỗi khi mà chúng ta ghim vào cái củ sạc nè mọi người thì là nó sẽ chuyển đổi thành là dây LED nè mọi người, thấy rất là đẹp luôn. Mọi người thấy rất lung linh ha. Đó. Thì là mỗi cái cọng dây này chỉ có giá là chỉ có 40k nha mọi người. Đó. Tên của nó là dây sạc LED 3 đầu nha mọi người. Và giá của nó là chỉ có 40k một sợi nha. Đây là sản phẩm có tên là sạc 3 đầu nha anh em. Có mạch bảo vệ. Giá 45.000 một cọng nha anh em. Đây là cọng sạc nha anh em. Đó, tối đa của nó là để là 100W nha anh em. Có 3 đầu sạc này, có 3 đầu nha. Đó, đây là đầu vô nè, mình cắm cái cổng USB này nè. Rồi đây là cái cổng Type-C nè. Rồi đây là cái cổng Lightning Type-C và Micro USB nha anh em. Một khi mà chúng ta cắm vào cái củ sạc anh em thì đèn nó sẽ sáng lên nha. Em thấy nè, đấy. Đèn sáng lên nè. Đây là cái mạch bảo vệ nghe nè, bảo vệ sạc pin nha. Đó. Thì mỗi cái sợi cáp này có giá đó là 45k nha anh em nha mọi người. 45k một sợi nha. Đây là sản phẩm là bộ cáp sạc rút gọn nha mọi người, có tên là bộ cáp sạc rút gọn nha. Đó, bộ cáp sạc rút gọn. Giá của mỗi chiếc là 30k nha mọi người. Với 30k chúng ta có được một cái cọng cáp. Đầu tiên là nó sẽ có 3 cái đầu nha mọi người. 3 đầu nha. Type-C, Lightning và cổng Micro USB nha. Thì cân tất cả các loại mà dây sạc và các loại mà điện thoại và các thiết bị hiện giờ.
Đặc biệt một điều là chúng ta có thể đó là kéo ra để mà xài nè mọi người. Khi không xài nữa chúng ta kéo buông nhẹ thì nó sẽ rút gọn lại cho chúng ta như thế này. Và mỗi chiếc như thế này chỉ có giá là 30k thôi nha. Thì tất cả mọi người có thể là mua về 2 cộng 3 cộng để mà chúng ta xài thì nó quá ư là ok nha. Như vậy đây là cái bộ mà cáp sạc rút gọn, giá là 30k một cộng nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo đây là cây gãy lưng nha mọi người. Mỗi cây là chỉ giá 15k nha mọi người. Cây gãy lưng nha mọi người. Chiều dài của nó thì khoảng 50cm nha mọi người. Đó. Có một cái khoen nữa nè. Đó. Cây gãy lưng này giá mỗi cây là chỉ là 15k nha mọi người. Cây gãy lưng này không có gì để review hết. Giá 15k dành cho một cây gãy lưng nha mọi người. Rất tiện lợi ha. Đây là sản phẩm có tên là bộ chia cổng nha mọi người. 1, 2, 3, chia ra 4 cổng nha mọi người. Đó. Màu trắng với màu đen nha mọi người. Hai loại nha, trắng và đen. Thì bộ chia cổng này có giá là 18k nha mọi người. Cái này nó chỉ đơn thuần là chúng ta cắm vô và chia cổng thôi ha. Đó. Mỗi bộ như vậy là giá là 18k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ chia cổng nha mọi người. Chia cổng USB ra nha. Giá của mỗi một cái là bộ chia cổng này là 30k nha mọi người. Thì bộ chia cổng này thứ nhất á, là nó có một cái cổng kim USB nè. Cái thứ hai là có 4 lỗ nè ha, có hàng 4 lỗ nè. USB và đây là công tắc nha mọi người. Và đặc biệt là nó có dãy đèn LED luôn nha, dãy đèn LED. Đó, ngoài ra chúng ta có thể cấp nguồn của nó bằng cái cổng này nữa, rất tiện lợi luôn. Và mỗi bộ như vậy có giá đó là 30k nha mọi người. Chia cổng USB giá 30k một cái nha. Đây là sản phẩm có tên là bộ chia cổng giá 50k một cái nha mọi người. Thì bên trong nó là một cái bộ chia cổng như thế này, nó gồm có 1 2 3 4 5 6 7 lỗ. Có một hàng công tắc nha mọi người. Và có một dãy đèn LED. Chúng ta có thể cấp nguồn nó bằng cái đó là cổng này cũng được ha. Thì mỗi một cái là chia cổng này có giá là 50k nha mọi người. Rất tiện lợi để chúng ta chia một cái củ sạc chúng ta ra thành nhiều cái cổng như thế này ha. Đó. USB 2.0 nè, tốc độ cao ha. Có dãy đèn LED rất đẹp nha mọi người. Và công tắc điều khiển mỗi cái lỗ luôn. Rất tiện lợi, 50k giá rất là hời cho một cái bộ chia cổng này nha mọi người. Sản phẩm này có tên là bộ chổi mini nha mọi người. Và cái là đồ hút rác mini luôn. Chổi và đồ hút rác mini nha. Thì bên trong nó gồm có một cái chiếc chổi và một cái đồ hút rác này nè. Đó. Đây là một cái đồ quét mọi người. Và đây là một cái key mini nha. Giúp cho chúng ta đó là quét những cái nơi mà khó khăn á mọi người. Những cái nơi mà khó quét á. Những trong kẹt, trong hốc hoặc là trên bàn thờ đồ đó. Thì mỗi một cái bộ mà chổi và key quét này chỉ có giá đó là 15k nha mọi người. Đó, giá 15k dành cho bộ chổi và cái key quét này ha. 15k một cái nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là chuột không dây nha mọi người. Đây là một con chuột rất là đẹp, rất là ok luôn nha. Mà giá chỉ có là mình bán chỉ có là 50k nha mọi người. Đó, bên trong nó có một con chip nha. Đó, xài pin loại nhỏ nha mọi người. Con chuột rất là đẹp luôn, mình bán chỉ có 50k ha. Chuột không dây nha mọi người. Thì khi mua hàng thì mình sẽ giao ngẫu nhiên cho mọi người nha. Màu đỏ, mình có màu đỏ và màu đen, chủ đạo là màu đỏ với màu đen nha mọi người. Đây. Đây là màu đen nè, đen đỏ ha. Bên cạnh nó cũng có nút bấm nữa nè mọi người. Chuột rất là đẹp luôn mọi người. Mỗi con giá 50k nha. Chuột không dây nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ cờ lê đa năng nha mọi người. Bộ cờ lê đa năng nè mọi người. Thì nó gồm có hai đầu, đầu này lớn nè, đầu này nhỏ nè. Thì bộ cờ lê đa năng này có giá là 30k một chiếc nha mọi người. Đó. Bộ cờ lê đa năng nha. Bộ cờ lê đa năng giá 30k một chiếc nha mọi người. Rất là nặng luôn nha mọi người, cầm đầm tay lắm ha. Cờ lê đa năng hai đầu giá 30k cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ co nhiệt nha mọi người. Ống co nhiệt điện á, để mà dành nối đầu điện xong á, chúng ta đó là muốn cách điện á, là chúng ta sử dụng cái bộ này co nhiệt. Thì bên trong nó gồm có là 164 cái ống co nhiệt. Rất tiện lợi để mà chúng ta đó là sử dụng đó là lâu dài nha mọi người. Đó, bên trong đó nè. Rất nhiều ống co nhiệt, nhiều thể loại nha mọi người, nhiều cái là kích cỡ khác nhau. Thì là chúng ta có thể sử dụng rất tiện lợi, nhiều ngày, nhiều năm nha mọi người.
mọi người mua một bịch hai bịch thì nói chung là xài rất là lâu nha mọi người. Và bịch mỗi bịch như vậy có giá là 20k nha mọi người. Mỗi bịch ống coi nhiệt giá 20k nha. Bịch coi nhiệt mỗi bịch như vậy là giá 20k cho một bịch nha. 164 cái mà chỉ có 20k mọi người ơi. Đây là sản phẩm nó có tên là củ sạc nha anh em. Củ sạc 4 lỗ nha. Đây. Thì củ sạc này nó có cái 4 lỗ ga nghe nè. Một cái đầu vô nè, một cái đầu mình ghim vô điện 220 ha. Và ở đây thì nó có 4 cái lỗ ga. Đó, anh em thấy có 4 lỗ ga luôn nha. Thì mình có hai màu trắng và đen nè anh em. Đó, củ sạc có 4 lỗ ga. Rất là tiện lợi để mà chúng ta đó là sử dụng nha anh em. Trên nhiều thiết bị nha. Đó, củ sạc 4 lỗ ga giá 40k một củ nha. Đó, giá 40k một củ nha anh em. Củ sạc 4 lỗ ga ha. Rồi. Mình cho cái này qua nha. Sản phẩm tiếp theo đây là củ sạc 120W nha anh em. Đó. Củ sạc này là củ sạc 120W nha anh em. Đây. Nó cũng có 4 cái lỗ ga nữa nè, 4 lỗ ga nè. Tuy nhiên nó là có hai loại nha. Đây là cái lỗ ga đó là cái cổng đó là này, còn cái này là BD nha anh em, sạc cực nhanh nha. Cái củ sạc này giá 60k nha anh em, giá cực rẻ luôn. Ở đây nó có để những cái thông số của nó nè. Đó. Input output đều có để hết nè anh em. 3.4A luôn. 120W max luôn. Đó. Ha. Rồi, ok ha. Giá 60k một củ nha anh em. Đây là sản phẩm có tên là bộ cạo râu nha mọi người. Bộ dao cạo râu nha. Dao cạo râu 15k một bộ nha mọi người. Dao cạo râu 15k một bộ nha. Thì bên trong nó thì gồm có những chiếc dao cạo râu nè mọi người. Đó, chiếc dao cạo râu ha. Mỗi chiếc dao thì nó gồm có hai cái lưỡi nha mọi người, hai cái lưỡi dao nha. Và một bộ như vậy là có giá là chỉ có 15k nha mọi người. Bộ dao cạo râu nha. 15k dành cho một bộ dao cạo râu. Chúng ta mua 2 3 bịch về xài thì rất là lâu mới hết nha mọi người. Đó. Sản phẩm này có tên là bộ dao khắc nha mọi người. Bộ dao khắc 13 chi tiết nha. Đó. Dao khắc 13 chi tiết. Bên trong nó gồm có 1 2 3 cái thân dao. Và ở đây nó gồm có là 10 chi tiết nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha mọi người. Đó, bộ dao khắc 13 chi tiết. Thì sản phẩm này là giá là 40k dành cho một cái bộ như thế này nha mọi người. Mọi người mua về xài thì không biết bao giờ nó mới hư á, và được rất nhiều công dụng nha mọi người. Rất nhiều tiện lợi trong cuộc sống nha. Đó. Mình nhắc lại là sản phẩm này có tên là bộ dao khắc 13 chi tiết nha mọi người. Giá là 40k cho một bộ nha. Đây là những cái mà dao rọc giấy mini nha. Đây là những chiếc dao rọc giấy mini nha mọi người. Thì giá mỗi chiếc là 5k nha mọi người. Thì để mà bỏ ra 5k mua một chiếc dao rọc giấy như thế này thì mình nghĩ là rất là chi ư là tiện lợi nha mọi người. Đó. Dao rọc giấy mini giá 5k một chiếc nha. Bằng inox nha mọi người. Có cái quai đây luôn nè ha. Mỗi chiếc dao rọc giấy giá 5k. Đây là sản phẩm có tên là chuyển cổng USB nha mọi người. À, chuyển đổi nha. Chúng ta chuyển từ cái thằng USB rồi Type-C nè. Chúng ta chuyển đổi giữa hai thằng này được hết nha mọi người. Chuyển từ Type-C sang USB nè. Và mỗi cái cổng chuyển này chỉ có giá là 3k nha mọi người. Cổng chuyển này giá 3k một cái nha. Rất là rẻ luôn nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ chuyển đổi nguồn từ 5V sang là 12V nha mọi người. 5V sang 12V. Đây. Chúng ta sẽ ghim vô cục sạc dự phòng bằng cái này ha. Và đầu ga của nó sẽ cho chúng ta là 12V nha mọi người. Đây là cổng cáp chuyển đổi nguồn nha. Từ 5V sang 12V. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta đó là sử dụng cho cục sạc wifi ở nhà chúng ta, hoặc những thiết bị nào 12V mà chúng ta không có bình đó là điện đó là 12V, thì chúng ta sử dụng cái cổng cáp này để chuyển từ cục sạc dự phòng chúng ta lên 12V.
và giá của mỗi cái là cổng cáp này là 30k nha mọi người. Đó. Cáp sạc, xin lỗi, cái cổng cáp chuyển đổi nguồn từ 5V sang 12V. Đó là 30k cho dành cho một chiếc cáp này nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là dây dù nha mọi người, 10m dây dù. Thì đây là một cái loại dây mà mình thấy nè. Dây dù bình thường nha, mà 10m nha mọi người. 10m, giá 15k dành cho một cái cuộn dây dù 10m nha. 15k dành cho cuộn dây dù 10m. Mọi người mua về có thể làm dây cuộc, dây mà buộc những cái để mà sinh hoạt hàng ngày rất tiện lợi nha. Đây là sản phẩm có tên là cáp ba chấu nha mọi người. Đó, đây là một cọng cáp nè mọi người. Nó có chiều dài khoảng 1,5m nha mọi người. Cọng cáp thì sợi thân cáp nó rất là to nha. Đấy, rất là to nha mọi người. Giờ nó có ba chấu nha mọi người. Giá thành của mỗi cọng này á là 25k nha mọi người. Cáp ba chấu nha. Đây là sản phẩm có tên là sợi cáp số 8 nha mọi người. Sợi cáp số 8 nha. Đây là cái cọng cáp của nó nè mọi người. Cái này là có cái chiều dài là khoảng 1,5m nha mọi người. Ở trên thân nó thì nó có cái chỉ số, cái thông số hay là cái nhà sản xuất như là Made in China nè. Ta đóng vô này luôn. Thì đây là cái cọng dây là cáp số 8 nè mọi người. Rất tiện lợi dành hàng cho gia đình. Nhiều khi chúng ta nhà chúng ta xài không có cọng này ha mọi người. Thì mỗi cọng như vậy chỉ có giá là 15k thôi nha mọi người. Cọng cáp số 8 nè mọi người. Cáp số 8 nha. Mọi người giá của nó là 15k nha mọi người. Tiếp theo đây mình có đây là cái đế đựng một pin. Sản phẩm này có tên là đế đựng một pin 1.650 nha mọi người. Có sẵn hai cái đầu ga nè mọi người. Chúng ta nếu mà chúng ta hàn dây không được thì chúng ta mua cái này về chúng ta bỏ viên pin vô là có hai cái đầu ga luôn ha mọi người. Chúng ta có thể gắn vô thiết bị đèn pin điện rồi đó, đèn pin hay là máy rồi ok ha mọi người. Thì mỗi cái đế này có giá là chỉ có 5k thôi nha. Đế đựng một pin nha mọi người. Giá chỉ có 5k một cái nha mọi người. Rất rẻ luôn mọi người ơi. Đế đựng pin nha. Đây là sản phẩm có tên là đế đựng hai pin nha mọi người. Đây là sản phẩm tên là đế đựng hai pin nha. Đây. Đế đựng hai pin mà được mắc nối tiếp nha mọi người. Mắc nối tiếp nha. Nghĩa là mỗi viên pin 18650 nó là nó là 3,8, 3,9, 4,2V là tối đa nha mọi người. Thì một khi mà mọi người mà để cái viên pin vô thế này nè, hai pin á thì chúng ta đo được ở đây á là nó là sẽ cho ra đó là 8 con mấy nha mọi người. Bởi vì mỗi viên nó 4V thì chúng ta sẽ được đó là 8,2V nè mọi người thấy không? Đó. 8 con mấy. Đây là đế hai pin nha. Giá của nó là 10k một cái nha mọi người. 10k một cái cho cái đế đựng hai pin ha. Đây là sản phẩm có tên là đế đựng pin 3 pin nha mọi người. Đế đựng 3 pin mắc nối tiếp với nhau nha. Đó. 1 2 3 nè. Chúng ta sẽ bỏ những cái viên pin 18650 vô đây ha. Thì ở đây nó có một cái những cái cọng dây nối sẵn mọi người. Đầu ra đầu vô nè ha. Thì chúng ta mà kết nối 3 pin với nhau á thì nó sẽ trở thành nó là như vậy. Và đây là cái khối nguồn 12V nha mọi người. 12V ha. Rất tiện lợi cho chúng ta đó là điều chỉnh nha mọi người. Đế đựng 3 pin nha. 15k một cái nha mọi người. Đó, mình đã bỏ 3 viên pin vô rồi nè mọi người. Đó, được 12V nè mọi người. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ đi test mấy cái dụng cụ 12V ha. Sản phẩm đế đựng pin nha mọi người. 3 pin nha. Giá của nó là 15k một cái nha mọi người. Đế đựng pin giá 15k một cái. Đây là sản phẩm có tên là đế đựng pin nha mọi người. Đế đựng pin nha. Đế đựng pin 18650 nha. Đế đựng 4 pin 18650. Đây. Chúng ta sẽ có một cái đế đựng 4 pin theo cái dạng là nối tiếp nha mọi người. Đó. Cộng trừ, cộng trừ, cộng trừ, cộng trừ nha. Và đầu ra nó là chính là đây. Ha, đế đựng pin theo cái dạng nối tiếp và mỗi một cái đế đựng pin loại mà 4 cổng này giá là 20k nha mọi người. 4 cổng nha, 4 pin chứ. Đế đựng 4 pin giá 20k một cái nha mọi người.
đế đựng 4 pin. Đây là sản phẩm có tên là đèn đèn dầu vĩnh cửu nha mọi người. Đèn dầu vĩnh cửu nha. Đèn dầu chúng ta xài pin nha mọi người, chứ không phải là xài bằng bằng dầu nha mọi người. Bên trong nó có một chiếc đèn như thế này mọi người. Đó. Đây là cái nắp của nó. Đây là chiếc đèn ha. Bên dưới này chúng ta xài bằng pin nha mọi người. Bằng pin ha. Đó. Thì mỗi chiếc đèn dầu như thế này giá nó là 35k nha mọi người. Chúng ta sẽ lấy hai viên pin nhỏ chúng ta để vô ha. Giá dành cho mỗi chiếc đèn như vậy là rất là rẻ mọi người, 35k. Mình thử kiếm hai viên pin nào mình bỏ vô ha. Mọi người ha. Đèn sáng nha mọi người, công tắc ở dưới này. Một chiếc giờ là 35k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là cái đèn USB mini nha mọi người, hoặc là đèn LED để mà chúng ta ngủ á. Thì mỗi bộ như vậy nó có giá chỉ có là 6k nha mọi người, mỗi chiếc đèn. Thì chúng ta có thể cắm vào củ sạc hoặc là cắm vào cái cục sạc dự phòng. Với một cái là điện nó là rất là thấp nha mọi người, dòng điện rất là thấp. Mà độ sáng thì nó cũng tương đối là ok, cho nên là nó sẽ được sử dụng rất là nhiều trong các hộ gia đình nha. Thì mỗi chiếc đèn này giá chỉ có 6k nha mọi người. Chiếc đèn LED giá 6k nha. Đây là sản phẩm có tên là đèn LED nha mọi người. Đèn LED sử dụng nè, đây là những chiếc đèn LED USB nha mọi người. Tên của nó là đèn LED USB nha. Đèn LED USB này chỉ sử dụng á, là chúng ta sử dụng cái cục sạc dự phòng ghim vô nha mọi người. Là nó có cái độ sáng nè mọi người. Đặc biệt một điều là chúng ta có thể làm đèn bàn được nè mọi người. Đó, chúng ta có thể làm đèn á, là di chuyển đi đó ha. Thì chiếc đèn LED USB này có giá là 10k một chiếc nha mọi người. Mọi người nghe không lầm đâu. Đó. Mỗi chiếc như vậy là chỉ có 10k nha, có rất là nhiều màu sắc để mọi người lựa chọn ha. Đó. Đây là chiếc đèn LED rất tiện lợi, mọi người mua 2-3 chiếc về để xài rất là tiện lợi khi mà cúp điện hoặc là mọi người di chuyển đi những cái nơi mà tối mà không có điện nha mọi người. Thì rất tiện lợi nha, đèn LED USB mỗi chiếc là với giá là 10k nha. Đây là sản phẩm có tên là đèn LED USB nha mọi người. Đèn LED USB ha. Cái dạng mà bóng đèn tròn mọi người, mỗi chiếc như vậy có giá là 20k. Bên trong nó là một cái chiếc đèn vậy nè. Đó, đèn rất là đẹp luôn mọi người, có cái đầu treo nữa nè. Rất là chiếc đèn rất là đẹp. Cách xài là chúng ta sử dụng cục sạc dự phòng ha. Và chúng ta xài nó. Rất là sáng luôn mọi người. Rất là sáng luôn ha. Độ sáng của nó là khoảng 5 tới 9W nha mọi người. Rất là sáng luôn. Thì một cục pin này chúng ta xài cũng rất là lâu ha, thì nhà mình cũng xài mấy chiếc á. Khi mà cúp điện hoặc là chúng ta mà treo những cái nơi mà khó khăn á, hoặc là di chuyển á, thì rất là dễ nha, rất là an toàn luôn, không có phải là điện sống nữa đó. Cho nên nó thật cực kỳ là an toàn dành cho tất cả mọi người cũng như là con em chúng ta ha. Thì mỗi chiếc đèn này á vị chỉ có giá là 20k một chiếc nha mọi người. Rất là đẹp, rất là ok luôn ha. Đèn LED. Đây là sản phẩm có tên là đèn năng lượng mặt trời nha mọi người. Giá của mỗi chiếc là 55k nha mọi người. Thì đèn năng lượng mặt trời này là mình mua về nó gồm có một chiếc hộp như thế này nha mọi người. Thì bên trong nó là như thế này mọi người. Đây là có một cái chiếc đèn năng lượng cho chúng ta ha. Đó. Thì ở đây là cái mặt này là đèn năng lượng này dùng để chúng ta treo ở cổng rào, ở ngoài sân hoặc là sân vườn nha mọi người. Đó, chúng ta bật này lên là nó sáng, nhưng mà hiện giờ là tại lý do là có ánh sáng cho nên nó không có sáng, chúng ta sẽ đậy lại nè là nó sáng nè mọi người. Nó sẽ có nhiều chế độ nha. Sáng mờ nè mọi người. Đó, sáng mờ nữa nè. Đó. Đó, đây là sáng nha. Và đặc biệt một điều á là nó có một cái con mắt ở đây nha mọi người, là cảm biến chuyển động nha. Là khi nó có phát hiện có người đến đó, thì nó sẽ đó là bật sáng những cái đèn này nha mọi người. Đó, độ sáng của nó rất là ok nha mọi người.
và mỗi chiếc như vậy giá chỉ là 55k thôi nha mọi người. Đó. Mình ở đây mình có số lượng này nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là đèn LED nha mọi người. Đó, đèn xin lỗi, đèn năng lượng mặt trời nha. Đèn năng lượng mặt trời có một cọng dây và một tấm pin nha mọi người. Giá là 140k một bộ nha mọi người. Nó có nguyên bộ ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo một bộ ra cho mọi người xem thử nha. Bên trong nó là có những gì nha mọi người. Thì ở đây mình có một bộ nè mọi người. Mình đã tháo ra rồi nè, mình đã kiểm tra rồi nè mọi người. Thì bên trong nó như thế này mọi người. Đó, phụ kiện bên trong nó là thứ nhất là nó gồm có một tấm pin nè mọi người, một đoạn dây 5m nè mọi người. Đó, một tấm pin ha, một cái đoạn dây 5m. Đó. Rồi, ở đây nó có một cái remote nha mọi người, một cái đèn. Và cái linh kiện này dùng để chúng ta bắt vô đây chúng ta đó là ấy nè ha mọi người. Đó. Thì khi mà chúng ta đó là mua về là chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta gắn vô. Rồi, chúng ta mở lên đèn lên. Đó, đèn sáng nè mọi người. Độ sáng của nó là nó dự nó khoảng 45W nha mọi người. Đấy. Ốp. Đấy, thì đèn này là giá nó là 140k một cái nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là dụng cụ ép tỏi nha mọi người, hoặc là dụng cụ nghiền tỏi nha. Thì bên trong nó có một cái dụng cụ như thế này nè mọi người. Chúng ta cầm nắm như thế này ha, chúng ta nghiền tỏi ha, nghiền củ nghiền mọi thứ nha. Và mỗi chiếc này chỉ có giá là 15k cho một cái dụng cụ ép tỏi nha mọi người. À, 15k. Đây là sản phẩm có tên là máy đuổi côn trùng nha em. Mỗi cái là 20k nha, máy đuổi côn trùng nha. Sản phẩm này có tên là máy đuổi côn trùng. Thì bên trong nó có một cái chiếc máy là như thế này. Ha. 20k một chiếc nha em. Đây mình có số lượng là khoảng là mười mấy 20 cái nè. Đó, đây là máy đuổi côn trùng ha. Đây là sản phẩm có tên là dụng cụ ép kem đánh răng nha mọi người. Chúng ta sử dụng cái này để mà chúng ta ép các chai kem đánh răng nó gần hết á. Ép thì nó rất là tiện lợi nha. Và sản phẩm này mỗi một cái dụng cụ ép kem đánh răng này có giá là 5k một cái nha mọi người. 5k một cái dụng cụ ép kem đánh răng ha. Đây là sản phẩm có tên là giá đỡ ba chăng nha mọi người. Giá đỡ ba chăng. Thì cái tên của nó thì nó cũng giống như là cái hình ở bên ngoài nè mọi người. Nó giá đỡ ba chăng ha. Và giá của nó là mỗi chiếc á, là giá cũng 25k nha mọi người. Giá mỗi chiếc là 25k nha. Thì bên trong nó còn một cái giá đỡ như thế này mọi người. Đó, đây là cái giá đỡ nha. Chân của nó chúng ta có thể điều chỉnh kéo lên kéo xuống được nha mọi người. Đó, ha. Chân kéo lên kéo xuống nè. Điều chỉnh. Ở đây là cái đầu gắn mọi người. Bên trong nó có một cái kẹp điện thoại nữa. Đây, chiếc kẹp điện thoại nè mọi người. Mình gắn vô đây ha. Rồi như vậy là nó sẽ trở thành chiếc giá đỡ ba chăng nha mọi người. Và sản phẩm này á, giá là 25k nha mọi người. Giá đỡ ba chăng ha. Mỗi chiếc là giá 25k nha. Đây là sản phẩm có tên là giá đỡ điện thoại nha mọi người. À. Bên trong là một chiếc giá đỡ điện thoại nha. Nó có màu trắng và màu đen nữa nha mọi người. Trắng và màu đen. Giá của mọi chiếc này giá đỡ điện thoại cái loại này đó là 23k cho một chiếc nha mọi người. Đây là màu đen nè mọi người. Đó. Thì nó gồm có hai màu, màu trắng và màu đen như thế này nha mọi người. Thì bên trong nó là như vậy nè, đó mọi người, bật lên nè nha. Đó, chúng ta có thể kéo dài ra nè. Ha. Chúng ta có thể đẩy ngắn lại, chúng ta sẽ đập gấp xuống ha. Còn cái này là chúng ta có thể đưa lên đưa xuống để mà chúng ta đó là tùy chỉnh góc độ nha mọi người. Đó. Một chiếc giá đỡ như vậy là chỉ có giá là 23k thôi nha mọi người. Mọi người mua về xài rất là lâu hư nha mọi người. Chiếc giá đỡ này xài cực kỳ lâu hư luôn ha. Giá đỡ mỗi chiếc 23k nha.
Sản phẩm này có tên là giá đỡ laptop hoặc là giá đỡ máy tính bảng nha mọi người. Đó, giá đỡ laptop hay là giá đỡ máy tính bảng cũng là nó luôn nha mọi người. Thì bên trong nó mọi người thấy một có một cái chiếc giá đỡ như thế này. Đấy, có một chiếc giá đỡ, có một cái tấm giấy để mà chúng ta đó là cố định ở bên dưới. Đó, chúng ta kéo ra nè mọi người, nó thành chiếc giá đỡ ha. Ta bật nó lên, đây nó cây cây gài để mà thay đổi góc độ của nó nè mọi người. Đó, đây chiếc giá đỡ laptop ha, hoặc là giá đỡ máy tính bảng, sử dụng cho máy tính bảng hoặc là điện thoại mà to to cũng được đó mọi người. Thì giá của sản phẩm này có là 25k cho một chiếc nha mọi người. Giá đỡ laptop hoặc là giá đỡ máy tính bảng nha, 25k dành cho một chiếc giá đỡ như thế này ha. Đây là sản phẩm có tên là chiếc giá đỡ nha mọi người. Giá đỡ để mà chúng ta livestream bán hàng hoặc là xem điện thoại đồ đó. Hình dạng của nó bên ngoài nè mọi người đó. Dạng bên ngoài của nó như thế này ha. Thì ở đây mình có gắp sẵn một cái bộ nè mọi người đó. Gắp sẵn một bộ nè, nó có một cái đế nè, một cái thân nè. Ở đây cái thân này chúng ta có thể kéo dài ra được nè mọi người đó, kéo nè ha. Và cái đầu của nó thì chúng ta có thể xoay 360 độ tùy thích nha. Và một cái bộ giá đỡ và livestream này đó là giá nó chỉ có 25k một bộ nha mọi người. Giá đỡ và livestream thì có 25k một bộ thôi ha. Sản phẩm này có tên là hộp đựng linh kiện nha mọi người. Hộp đựng linh kiện ha. Hộp đựng linh kiện này thì nó gồm có đó là 10 ngăn nha mọi người. Nó có rất tiện lợi ngăn, đây chúng ta sẽ tháo ra thế này. Bên trong nó gồm có 10 cái ngăn để mà đựng linh kiện ha. Những chi tiết nhỏ nhỏ. Rồi, chúng ta sẽ đậy lại, bật này xuống. Ở đây nó có một cái đó là quay cho chúng ta ấy ha. Mỗi hộp đựng linh kiện giá của nó là 15k nha mọi người. Hộp đựng linh kiện ha, giá 15k một chiếc nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là hộp đựng thuốc nha mọi người. Giá của mỗi chiếc hộp đựng thuốc này là 7k một chiếc nha. Đó, thì bên trong nó gồm có một cái hộp, gồm có 4 ngăn để mà giúp chúng ta đựng thuốc uống á mọi người. Chia ra rất là đơn giản nha. Thì mỗi cái hộp này có giá là 7k nha mọi người. Sản phẩm này có tên là hộp đựng thuốc nha. Đây là sản phẩm có tên là hộp keo hai mặt nha mọi người. Đó, hộp keo hai mặt thì bên trong nó sẽ có đó là keo nha mọi người, keo hai mặt nha. Đó, được cắt sẵn như thế này nè mọi người, trong suốt nha, cho phép chúng ta đó là dán rất là dính luôn nha. Và mỗi hộp keo này giá chỉ có đó là 10k nha. Hộp keo hai mặt giá 10k một hộp nha mọi người. Mọi người mua mà khoảng mà hai hộp đem về mà để mà chúng ta sử dụng á thì không biết bao giờ nó mới hết. Rất tiện lợi, không cần phải sử dụng kéo cắt. Một khi chúng ta thích dán chỗ nào chúng ta dán nha. Hộp keo hai mặt này rất tiện lợi nha mọi người. Và mỗi hộp thì mình xin nhắc lại là chỉ có 10k thôi. Đây là sản phẩm này có tên là kéo nhà bếp nha mọi người. À, chiếc kéo nhà bếp nha. Đó, mọi người thấy nè. Mỗi chiếc kéo á, kéo này là được sử dụng trong nhà bếp. Mọi người mà muốn sử dụng bình thường nó cũng được luôn nữa. Thì bên trong nó gồm có một chiếc kéo nè mọi người. Đó. Đó, chiếc kéo nè mọi người, kéo nhà bếp nha. Nhìn nó rất là sắc bén nha mọi người. Mọi người thấy nè. Nó có rất là nhiều công dụng nha, đây nữa nè, đây nữa nè. Đó. Và mỗi chiếc kéo này có giá là 18k nha mọi người. 18k dành cho một chiếc kéo nhà bếp nha. Rất là to nha mọi người. Đó. Kéo nhà bếp giá 18k một cây nha mọi người. Sản phẩm này có tên là kéo cắt cành nha mọi người. Kéo cắt cành nha. Giá mỗi chiếc là 30k nha mọi người. Thì đây là kéo cắt cành nè mọi người. Nó rất là bén luôn chứ không phải là 30k mà nó không bén. Ở bên trong chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc kéo như thế này mọi người. Đầu nó nè, đầu bằng thép kìa mọi người. Đó, có cái đồ gài lại nè, rất là bén luôn nha mọi người. Ở đây là tấm mũ nè mọi người, cắt rồi rất là nhẹ nhàng luôn nè. $30k một cây nha mọi người. Sản phẩm này có tên là kéo tỉa cành nha mọi người. Giá của nó là cũng là 30k một cây nha mọi người. Kéo tỉa cành nha. Thì bên trong nó là một chiếc kéo như thế này mọi người.
đây là cái đầu gài của nó lại nè. Đó. Kéo tỉa cành nha mọi người. Rất là bén luôn nha. Giá của một chiếc kéo là 30k nha mọi người. Kéo tỉa cành 30k một cây ha. Đây là sản phẩm có tên là kẹp cá sấu nha mọi người. Đó, mỗi cái kẹp nó như thế này nè mọi người. Đó. Kẹp cá sấu nha. Đỏ đen nha. Và mình bán theo cặp nha mọi người. Một cặp như thế này là mình bán với giá 5k nha mọi người. Đó. Cặp kẹp cá sấu nhỏ nha. Mỗi cặp là 5k hai cái ha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là mũi khoan tháp nha mọi người. Mũi khoan tháp. Giá của mỗi cái sản phẩm này là 20k nha mọi người. 20k cho một cái sản phẩm là mũi khoan tháp. Thì bên trong nó chúng ta có một cái mũi khoan tháp như thế này. Đây. Từ 4 cho tới đó là 20 nha mọi người. Thông số nó là từ 4 cho tới 20. Rất là bén và tiện lợi cho chúng ta để mà khoan vào khoét lỗ nha mọi người. Và mỗi chiếc này giá là 20k nha. Mũi khoan tháp giá mỗi chiếc 20k. Đây là sản phẩm có tên là kìm cắt chân linh kiện nha mọi người. Đó, kìm cắt chân linh kiện nha. Thì giá cho mọi chiếc kìm cắt chân linh kiện là 20k nha mọi người. Thì bên trong nó là một chiếc kìm như thế này mọi người. Đó. Rất là bén. Chúng ta có thể cắt dây điện nè. Cắt chân linh kiện ha, nhỏ nhỏ. Và cắt ngay cả các loại dây chì số 3, số 4, số 5, số 6 nó cũng đứt luôn nha mọi người. Nó rất là bén nhọn nha mọi người. Kìm cắt chân linh kiện nha mọi người. Mỗi chiếc là 20k nha. Kìm cắt chân linh kiện mỗi chiếc là giá 20k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là kính bảo hộ, kính đi đường nha mọi người. Làm kính mát cũng được luôn ha. Thì bên trong nó là như thế này. Có một chiếc kính. Đó. Giúp chúng ta đó là đi đường tránh mấy cái con vạc bay vô mắt đó mọi người. Hoặc là chúng ta làm việc mà trong môi trường mà bụi bặm á, thì cần một chiếc kính như thế này ha. Thì kính bảo hộ này mỗi chiếc chỉ có giá là 15k mọi người ơi. Mọi người nghe không làm đâu ha. Kính bảo hộ mỗi chiếc giá chỉ có 15k mọi người. Kính bảo hộ ha, mỗi chiếc giá 15k. Đây là sản phẩm có tên là kính 3D nghe nè. Kính phóng đại 3D của dành cho điện thoại nghe nè. Thì cái vỏ bên ngoài nó vàng nhưng mà bên trong nó là một cái chiếc kính như thế này. Đó, chúng ta kéo ra chúng ta xài nè. Đó, chúng ta sẽ đặt cái chiếc điện thoại ở đây. Ha. Thì nó sẽ phóng to lên cho chúng ta rất là lớn nha nè. Anh em thấy qua cái này nè, cái cốc sạc nè, nó phóng to lên nè. Đó. To ở ngoài, ở trong thì nhìn vậy nhưng mà ở ngoài nhìn rất là to luôn á nè. Đó. Ngoài nhìn cực kỳ to luôn. Phóng đại lên rất là lớn anh em. Nè. Đó, lớn ghê luôn nè, anh em thấy không? Đó. Và một chiếc kính này có giá đó là 30k nha anh em. Kính phóng đại ha. 30k một chiếc nha anh em. Anh em mua về trải nghiệm thử nha, chứ mình trải nghiệm thấy nó cũng ok đó. Kính phóng đại ha. Giá 30k một chiếc nha. Đây là sản phẩm có tên là bộ làm vườn mini nha mọi người. Bộ làm vườn mini ha. Thì mỗi một cái chiếc bộ làm vườn mini này có giá đó là 12k nha mọi người. 12k dành cho bộ làm vườn mini nha. Đây là sản phẩm có tên là bộ lấy ốc gãy nha mọi người. Bộ lấy ốc gãy nha. Thì bên trong nó gồm có 5 cái đầu lấy ốc gãy từ to cho tới nhỏ nha mọi người. Đó. Từ cái đầu rất là to luôn nè. Tới nhỏ dần ha mọi người. Rất tiện lợi dành cho mọi người để vô trong cái hộp đồ nghề của mọi người nha. Thì mỗi bộ lấy ốc gãy này á, chỉ có giá đó là 30k thôi nha mọi người. Đó, bộ lấy ốc gãy giá 30k. Phía sau này thì nó có một cái thông số của những cái đầu ốc nè mọi người ha. Thì bộ lấy ốc gãy nha, mỗi bộ là giá là 30k nha. Đây là sản phẩm có tên là bộ lấy gái tai nha mọi người. Bộ lấy gái tai bên trong nó nè. Đây nè. Bên ngoài nó là một cái chiếc túi nè nha mọi người. Chiếc túi nè. Mì hình cái này là chúng ta có thể làm móc khóa được nha. Và bên trong nó gồm có nó là 6 cái là chi tiết lấy gái tai nè. 2, 4, 6 chi tiết nè mọi người. Nó nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Và bộ lấy gái tai này chỉ có giá là 15k một bộ thôi nha mọi người. Lấy gái tai giá là 15k một bộ nhé. Đây là sản phẩm đó là lọ đựng tâm thông minh nha mọi người. Đó, thì đây là chiếc lọ đựng tâm nè.
giá của mọi chiếc là 15k nha. Thì loại đường tâm này là chúng ta sẽ để tâm vô đây nha, giờ chúng ta đậy nắp lại, chúng ta nhấn cái thì tâm nó sẽ lên chỗ này nha mọi người. Mỗi loại mọi chiếc như vậy là giá 15k nha mọi người, loại đường tâm nha. Ở đây mình có mấy cái loa Bluetooth nha mọi người. Đây là loa Bluetooth nha. Sản phẩm này có tên là loa Bluetooth. Shop mình có một loại này mọi người. Thì đây là cái loa Bluetooth. Công tắc của nó nè. The Bluetooth device is ready to pair. Thì đây là cái sản phẩm này á. Ngoài việc mà nó hát Bluetooth ra thì nó có thể hát thẻ nữa nè, hát thẻ nhớ, hát USB và nó có hát luôn FM nữa mọi người, chỉnh nữa nè. FM tuner. Sạc đầu vào 5V nha mọi người. Thì một chiếc loa Bluetooth này nha mọi người, nó có mình có nhiều màu lắm mọi người. Màu trắng không à, màu đen đó mọi người đó. Sản phẩm loa Bluetooth nha mọi người, mỗi chiếc 65k nha mọi người, giá của mỗi chiếc loa Bluetooth là 65k nha. Thì nói loa Bluetooth nhưng mà nó có thể là hát thẻ được ha, rồi hát FM luôn ha đó. Giá của mỗi cái chỉ có 65k thôi nha mọi người, rất là rẻ luôn. So với một cái máy mà hát giản bình thường của mấy ông cụ bà cụ á thì nó tới mấy trăm ca lần, thì cái này quá hời luôn. Mọi người chỉ cần mua hai cái thôi về xài là có thể nói là rất là im luôn mọi người. Hát Bluetooth được luôn ha. Đây là sản phẩm loa vi tính anh em. Giá 50k một cặp nha anh em. Loại loa này là loại loa. Đây lo này anh em. Lo này cũng hơi bị to đó nha. Đó. Giá 50k một cặp nha. Một cao cho một cặp lo này ha. Chúng ta xài cổng USB và jack 3.5 ly để mà chúng ta đó là kết nối hát nha anh em. Lo này nó khoảng 5W nha anh em. Giá chỉ có 50k cho một cặp lo như thế này ha. Đây là sản phẩm có tên là lo vi tính nha anh em. Lo vi tính nha. Đó. Thì cái hàng này hàng mới về nha anh em. Thì bên trong nó có một cái cặp lo như thế này. Mình nói trước luôn giá của nó là 100k cho một cặp nha anh em. Đây. Bên trong nó có một cái cặp lo nè. Lo này là lo có led nha anh em. Thì chúng ta xài nó là chúng ta sẽ ghim máy tính nó thì chúng ta sẽ kết nối cổng USB. Còn chúng ta xài trên điện thoại thì như mình ở đây thì mình sẽ kết nối với cái đó là cái cục sạc dự phòng là chúng ta sẽ được như thế này ha. Rồi chúng ta đó là xài cái jack 3.5 ly nè anh em. Chúng ta sẽ ghim vô jack 3.5 ly. Đó, chúng ta xài ha. Ở đây nó có cái công tắc lớn nhỏ nè anh em. Cái này nghe rất là lớn nha. Nó có đèn led luôn nè anh em. Có đèn led luôn ha. Rồi cái máy hát nhạc của mình nó hết pin nữa. Hát thẻ của mình hết pin nữa. Đó. Lớn nhỏ nè. Nghe rất là lớn nha anh em. 100k thì quá hời luôn anh em. Anh em thấy nó chuyển màu à. Led chuyển màu ha. Nghe rất hay luôn anh em. Đó, thì sản phẩm này giá 100k nha anh em. Cái lo nhỏ mà hát rất là chất nha anh em. Đây là sản phẩm có tên là lược giải trí nha mọi người.
lượt giày, lượt giải trí á, thì mỗi chiếc có giá là chỉ có 10k thôi nha mọi người. Đó. Bên trong nó gồm có một cây lượt nè mọi người, có tay cầm nè. Đó. Hai đầu nó là rất là dày để mà chúng ta giải trí, giải chứng trí rồi ha. Thì giá của mỗi chiếc lượt này là 10k nha mọi người. Lượt giải trí rồi ha. Tiếp theo đây là sản phẩm có tên là bộ điều tóc nha mọi người. Bộ điều tóc motor á. Sản phẩm nó là như thế này mọi người. Đây. Đây là cái bộ điều tóc ha. Thì ở đây nó có để gõ luôn mọi người. Power là cái nguồn vào nè, nguồn cộng nguồn trừ nha. Đây là ra cái motor nè mọi người. Công dụng của nó là chúng ta sẽ điều chỉnh cái này á, là nó sẽ chỉnh tốc độ của motor á. Thiết bị này dùng để mọi người chế vô cái quạt á mọi người, cái quạt mini á. Ở đây mình có chế một cái quạt mini nè mọi người. Nè, sử dụng cái thiết bị điều tóc nè mọi người. Cái quạt này là cái quạt mình mua ve chai được mọi người. Sau đó mình đem về là mình chế được cái bộ điều tóc ha. Đó, mình gắn hai cái đầu vào của pin này nè mọi người. Vô đó. Bây giờ là mình có thể đó là xài nó rất là ok nha mọi người. Đó bây giờ mình sẽ gắn nguồn vô nè mọi người. Đó mình bật lên nè, quạt nó sẽ quay nè. Đó mọi người thấy nè, điều chỉnh nè. Ở cái mức nhẹ nhất luôn nó cũng quay nữa nè. Nó giảm mạnh dần dần lên ha. Đó mọi người thấy điều tóc. Cái bộ này cực kỳ hay luôn mọi người. Và mỗi cái như vậy giá chỉ có 20k mọi người. Đó. Điều chỉnh nè mọi người. Và cái dòng điện của nó là từ 3V cho tới 24V luôn nha mọi người. Đó. 20V. Đó. Nhưng mà mình xài tối đa chỉ có 12V nè mọi người ơi. Rất êm luôn mọi người. Rất nhẹ nhàng luôn nè. Đây ha. Bộ điều tóc motor ha, mỗi cái giá 20k nha mọi người. Thiết bị này mình xài rất là ok cho nên mình mới đem về bán cho mọi người ha. Xài rất hay luôn mọi người. Bộ điều tóc ha. Đây là sản phẩm có tên là một cái mạch sạc pin 18650 nha mọi người. Mạch sạc pin 18650 nha. Đây là cái loại mà rất là tiện lợi và hữu dụng cho tất cả những anh em nào muốn chế cháo hoặc là muốn sử dụng để bảo vệ một cái viên pin nha. Thì ở đây là cái mạch này nó gồm có một cái là con chip sạc và một con chip bảo vệ pin. Cho nên nó có chức năng là vừa sạc vừa bảo vệ pin. Bằng là sạc thì vô cái cổng đó là B cộng B trừ. Còn dòng ra đó là cái cổng mà ao cộng và ao trừ nha mọi người. Và nó bảo vệ pin tuyệt đối luôn nha. Mạch này rất hay nha mọi người. Và giá mỗi một cái mạch đơn giản như thế này là chỉ có 10k thôi nha mọi người. À, giá là mỗi chiếc mạch này là 10k nha mọi người. Mạch sạc và bảo vệ pin nha. Đây là một cái mạch bảo vệ pin 3S nha mọi người. Bảo vệ pin 3S có nghĩa là chúng ta sạc 12V đó mọi người. Dòng ra tối đa của nó là 20A nha mọi người. Và chiếc này có giá là 20k nha mọi người. Giá 20k dành cho một cái mạch bảo vệ pin 3S. Ở đây là 0V, 4,2, 8,4 và 12,6V. Thì đây là một chiếc mạch giúp cho chúng ta có thể là sạc pin nha mọi người. Đó, đầu vào của nó là cộng trừ nè. Nó giờ mỗi một chiếc này có giá đó là 20k. Đây là sản phẩm có tên là bộ mài dao nha mọi người. Bộ mài dao ha. Thì nhà chúng ta hầu như ai cũng sử dụng con dao để mà chúng ta đó là phục vụ cho cuộc sống. Thì nó sẽ đến lúc nó sẽ bị mà mòn mà nha mọi người. Thì đây là cái dụng cụ mài dao nha mọi người. Giá của mỗi một chiếc như thế này là 25k thôi nha mọi người. Rất là rẻ, rất là dễ sử dụng nha mọi người. Đây dụng cụ mài dao ha. Giá 25k một chiếc nha. Cụ mài dao ha. Đây là sản phẩm máy sấy tóc nha mọi người. Máy sấy tóc. Bên trong nó có một chiếc máy sấy tóc mini nha mọi người. Như thế này. Đó. Máy sấy tóc mini nha mọi người. Giá mỗi chiếc là 50k nha mọi người. Máy sấy tóc mini ha, giá mỗi chiếc là 50k mọi người. Đó, rất mới luôn ha. Thì cái này thì cái số watt của nó mình đo thực tế là nó khoảng được 2000 watt nha mọi người. Đó, máy sấy tóc. Giá chỉ có 50k nha mọi người. Máy sấy tóc. Đây là sản phẩm có tên là những chú mèo may mắn mini nha mọi người.
Sản phẩm này có tên là móc khóa mini nha mọi người. Móc khóa chúng ta có thể ghi chú số điện thoại hoặc là cái biển số xe trên được ha. Móc khóa mini nè mọi người, có nhiều màu luôn nha. Và mỗi chiếc này có giá đó là 3k nha. Mỗi chiếc này có giá là 3k. Móc khóa mini siêu đẹp dễ thương nha mọi người. Rất là dễ thương, rất là nhỏ gọn ha. Thì mỗi chiếc này có giá là 3k nha. Đây là sản phẩm có tên là bộ nẹp dây đi tường nha mọi người. Bộ nẹp dây đi tường nha. Đây, bộ nẹp dây đi tường. Thì mỗi cái sản phẩm này là, đây là một bộ nẹp dây đi tường nha. Thì bên trong nó gồm có 20 chiếc bộ nẹp dây nha. Và giá của nó là chỉ có 10k một bịch như thế này ha. Nẹp dây đi tường. Chúng ta có thể đó là cố định các loại sợi dây của chúng ta lại cho nó gọn rẽ, không có đi lùm xùm nữa nha mọi người. Thì mỗi bộ này có giá là 10k một bịch thôi. Chúng ta mua về khoảng 2 bịch 3 bịch thì dây nhợt nhà trong nhà chúng ta sẽ rất là ngay ngắn và tiện lợi nha. Đây là sản phẩm có tên là nẹp dây sạc nha mọi người. Giá mỗi cái là 15k nha. Đó, ở đây nó có một cái keo hai mặt mọi người, dán vô cái vị trí nào chúng ta muốn dán á. Đây là chúng ta để mà nẹp các loại dây sạc nha mọi người, cho nó gọn lại, chúng ta rút lên rút xuống được nè mọi người ha. Thì đây là bộ mà nẹp dây sạc nha mọi người. Giá mỗi một cái bộ như vậy là 15k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là nẹp dây đi tường nha mọi người, ở một cái dạng dĩ nha. Là mỗi một cái bộ nẹp dây đi tường mà dạng dĩ này là có giá là 15k một dĩ nha mọi người. Đó, nẹp dây đi tường. Giá 15k một dĩ. Đây là sản phẩm có tên là cái là phễu hình silicon nha mọi người. Cái phễu silicon nha, đây nè. Một chiếc phễu như thế này nè mọi người, có thể rút gọn gấp gọn lại nha. Đó. Giúp chúng ta dùng để sang chiếc nhiên liệu, mỗi chiếc có giá chỉ có 7k nha mọi người. Phễu nha. Đó. Rất là gọn, tiện lợi nha. Và phễu này mỗi chiếc giá 7k nha. Đây là pin 18650 nha mọi người. Nội trở thì dưới 30 ha. Nội trở của nó dưới 30, dung lượng thì từ 1000 trở lên nha mọi người. Mỗi viên pin như vậy là giá là 15k nha mọi người. Mỗi một viên như vậy nè, giá 15k nha. Ở đây mình có rất nhiều chủng loại nha mọi người. LG, Samsung hay là thằng NCR. Đây là tất cả những pin 18650 ha. Một viên là 15k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là một cây quạt USB nha mọi người. Đó, quạt USB nha. Đó. Cây quạt này rất là tiện lợi dành cho mọi người ha. Cách xài là chúng ta sử dụng cục sạc dự phòng chúng ta đó là ghim vô nha mọi người. Đó. Và cái độ mát của nó là mọi người không có tưởng nổi là mình nhìn là nghĩ là nó sẽ không mát ha. Nhưng mà thực tế ra nó rất là mát nha mọi người. Rất là mát luôn. Mọi người có thể thấy. Và có một điều là nó chém mình không có đau nha mọi người. Nó lỡ mà có chạm mình không có đau gì hết trơn nha mọi người. Đã ngứa nữa. Và chúng ta có thể bẻ nó đi nhiều hướng nha mọi người. Đó, chúng ta có thể làm một cái cây quạt rất là tiện lợi nha. Quay 1000 độ luôn chứ không phải 360 độ nha mọi người. Và mỗi chiếc quạt như thế này á, giá trị của nó là 15k nha mọi người. Nó chỉ có giá là 15k, rất là tiện lợi nha mọi người. Một chiếc quạt giá 15k thôi nha. Sản phẩm này có tên là sạc pin đôi nha mọi người. Đó, sạc pin đôi ha. Đây là cái hình dáng đó nè mọi người. Còn đây là cái thông số của nó nè. Đó. Sạc pin đôi nha, có mạch bảo vệ đàng hoàng nha mọi người. Một khi chúng ta mà ghim sạc vô thì đó là cái đèn nó sẽ là màu xanh nha mọi người. Và khi mà chúng ta sạc pin á, đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ nha mọi người. Lấy viên pin nó gắn vô là đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ nha. Đến khi nào đầy pin nữa thì nó sẽ tự ngắt và nó sẽ chuyển sang lại là màu xanh nha mọi người, như thế này ha. Đó. Thì để sạc pin nữa thì cái này nó có hai cái khe sạc nha, hai khe sạc như thế này ha. Và mỗi chiếc như thế này là giá là 40k nha mọi người. Giá 40k dành cho mỗi chiếc sạc pin đôi ha. Đây là sản phẩm có tên là sạc pin nha mọi người, sạc một pin ha. Sản phẩm này thì nói chung là rất nhỏ gọn, rất là tiện ích cho gia đình của chúng ta nha. Thì nó đây là một cái sạc nó có mạch bảo vệ nha mọi người. Mới ghim vô thì nó sẽ có màu xanh nha mọi người. Đó.
chúng ta sử dụng một cái viên pin để sạc thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ nha mọi người, màu đỏ. Và khi đầy là nó tự ngắt nha mọi người, có chế độ là bảo vệ pin đàng hoàng nha mọi người. Và khi đầy là nó sẽ tự ngắt nha. Thì mỗi một cái sạc pin như thế này thì nó có giá chỉ có 18k thôi nha mọi người, 18k ha, sạc pin đơn nha mọi người, giá 18k. Đây là sản phẩm có tên là sổ nha mọi người, sổ chữ tàu nha, cuốn sổ này có hình chữ tàu này nha mọi người, để mà chúng ta ghi chép mấy cái này cái kia. Nhưng mà cái bìa bên ngoài nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là cổ điển luôn nha mọi người. Chúng ta có thể dùng để mà sao chép võ công của Dương Quá Cô Long ngày xưa, để mà chúng ta đó là luyện ngũ âm chân kinh đồ ha mọi người. Thì mỗi một cái cuốn sổ này giá là 12k nha mọi người. Đó, sổ ha, sổ hình chữ tàu, giá 12k một quyển nha. Đây là sản phẩm có tên là tai nghe có dây nha mọi người. Tai nghe có dây thì mình có rất nhiều cái loại mẫu mã nè mọi người. Tai nghe có dây, giá của mỗi chiếc là 25k nha mọi người. Chỉ 25k chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc tai nghe rất là im nha mọi người. Chúng ta có thể sử dụng để mà đi chạy xe đạp đó, rồi đi du lịch đồ ha. Chúng ta đó là không cần phải sạc điện, nó được cái tiện lợi là chúng ta không cần phải sạc nha mọi người. Tai nghe có dây, giá của mỗi chiếc là 25k nha mọi người. Nếu như mình ra tiệm điện thoại mình mua thì nó không có dưới 50k, còn mình mua qua shop mình thì có 25k. Chúng ta có thể lựa chọn 2 sợi hoặc 3 sợi, thì chúng ta có thể nó là tặng cho người thân hoặc là sử dụng ha mọi người. Nhìn rất là im mọi người. Đó. Thì 25k dành cho một chiếc tai nghe nha mọi người. Mọi người mua ủng hộ mình nha. Tai nghe có dây nha mọi người, 25k một chiếc nha. Đây là sản phẩm có tên là dây thắt lưng nha mọi người. Đó. Đây là bên trong đó nè mọi người, dây thắt lưng. Đây là cái đầu của nó nè. Thì dây thắt lưng này giá là 35k một sợi nha mọi người. Mọi người nghe không lầm đâu nha. Giá 35k một sợi, nhưng mà chất lượng của nó thì ngoài mong đợi chúng ta nha. Nó mỗi của cái cọng này là giá 35k. Nó một cọng dây như thế này nè mọi người. Mọi người cứ yên tâm ha. Cái hàng này mình có đã có sử dụng rồi và xài rất là ok, cho nên mình mới giới thiệu với mọi người ha. Giá trị của nó chỉ có 35k một sợi nha, mọi người nghe không lầm đâu ha. Chỉ 35k là chúng ta có thể sở hữu được một cái là chiếc thắt lưng mà nói chung á, là ngoài cái mà giá trị của nó nha. 35k dành cho một cái sợi thắt lưng ha. Đây là sản phẩm có tên là cái bộ tua vít đa năng nha mọi người. Bộ tua vít đa năng ha, màu đen nha, tên nó là bộ tua vít đa năng đen nha mọi người. Hình dạng bên ngoài nó nhìn cực kỳ ngầu, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đó, đây nè mọi người thấy nè, bên trong nó nè, đó gồm có một cái thân bút. Thân này là thân cầm á mọi người. Thân cầm này thì nó có 500 nha mọi người. Và những cái đầu bút của nha mọi người, nó có 500 gắn nó hết nè mọi người. Đó, kịch cầm rất là đã nè mọi người. Thì mỗi một cái chiếc, mỗi một cái hộp này có giá là 35k nha mọi người. Mọi người nhớ là tua vít đen nha, bộ tua vít đen 35k nha mọi người. Tên của nó là bộ tua vít đa năng đen, giá mỗi cái là 35k nha mọi người. Đây là sản phẩm có tên là bộ tua vít đa năng màu trắng nha mọi người. Giá của mỗi bộ là 35k nha mọi người. Bộ tua vít trắng này thì nó gồm có những gì? Bên trong nó gồm có một cái thân nè mọi người, một cái cây trục để mà chúng ta gắn vô. Cách gắn là chúng ta sẽ kéo cái này xuống. Đó, đẩy này vô ha. Chúng ta có thể điều chỉnh được nè mọi người. Đó. Điều chỉnh lên xuống ha. Nó có ngấn, mỗi cái ngấn là một cái mức của nó nè mọi người. Đó. Và bên trong nó gồm có đó là những cái mũi là tua vít nè mọi người. Đó. Rất là nhiều cái đầu ha. Thì cái này nó gồm có tổng cộng là 32 chi tiết nha mọi người. Và giá của nó chỉ có 35k dành cho một chiếc là bộ tua vít như thế này ha. Bộ tua vít
giá 35k một bộ nha mọi người. Bộ tôi viết trắng nha, giá 35k một bộ nha. Đây là sản phẩm có tên là túi chống nước dành cho chiếc điện thoại của mình nha mọi người, có rất là nhiều màu ha. Thì hiện giờ thì ngoài trời hay mưa á, hoặc là chúng ta đi du lịch sông suối rồi á, thì có chiếc túi này á là chống nước tuyệt đối luôn nha mọi người. Đó, đây là túi, chiếc túi chống nước điện thoại ha, và mỗi chiếc như thế này chỉ có giá là 15k nha mọi người. Không có nhiều ấy, chiếc túi này thì nó có 3 cái mà luôn nè, rất là nhiều thứ hay ho nha. Rồi mỗi cái chiếc túi chống nước điện thoại này giá chỉ có là 15k nha mọi người. Mọi người mua mà 3-4 cái về tặng người thân mình hoặc là để dành xài thì rất là ok ha. Đây là sản phẩm có tên là USB Bluetooth nha mọi người. Đó. USB Bluetooth nha. Nó sẽ biến một chiếc loa thường thành loa Bluetooth kết nối không dây nha mọi người. Đó, bên trong nó gồm có một cái USB Bluetooth và một cái jack 3.5 ly nè mọi người. Sản phẩm này là giá mỗi chiếc là 20k nha mọi người. USB Bluetooth biến loa thường thành loa không dây nha. Đây là sản phẩm có tên là tai cầm chơi game nha anh em. Thì cái sản phẩm này là giá nó là 100k nha, dành cho cái chiếc tai cầm chơi game như thế này. Thì bên trong chúng ta sẽ có một cái tai cầm chơi game nè. Đó. Tai cầm chơi game nè anh em. Cổng USB nha. Đây nè. Chơi được tất cả các loại game nào mà trên máy tính hiện giờ ha. Này tai cầm chơi game ha. Sản phẩm này có giá đó là 100k nha anh em. Ta cầm chơi game ha.